giới thiệu với các bạn một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là sẽ giúp cho nam giới cải thiện được chức năng sinh lý rất là tốt. Thì nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị gồm có 300g tôm tươi, tôm đồng ạ, 200g lá hẹ và một củ gừng cộng với mỡ lợn. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua công dụng của từng loại nhé. Đối với gừng thì gừng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các chứng khó tiêu, đầy bụng hay là phòng chống cảm lạnh, và đặc biệt đây là một nguồn nguyên liệu giúp cho chúng ta cải thiện được chức năng sinh lý rất là tốt. Và bây giờ đến tác dụng của lá hẹ thì lá hẹ không chỉ giúp cho chúng ta điều trị các bệnh về cảm cúm, còn giúp cho chúng ta bổ dương rất là tốt, và đây được coi là thuốc tăng lực đối với đàn ông. Và bây giờ là mỡ lợn thì bây giờ theo suy nghĩ hiện đại thì thường là các bạn có cái nhìn không tốt về mỡ lợn, nhưng mà thực ra trong mỡ lợn có rất nhiều cholesterol và tốt cho mọi lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn, đặc biệt là sẽ tốt đối với việc cải thiện chức năng sinh lý của đàn ông rất là tốt. Tuy nhiên đối với những người cao tuổi, người già thì phải hạn chế hoặc là không ăn mỡ lợn thì sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho mỡ lợn vào. Sau khi mỡ, các bạn thấy mỡ sôi rồi, chúng ta sẽ cho gừng và chúng ta đảo qua. Gừng đây thì các bạn thái sợi như thế này nhé. Sau khi cho tôm vào rồi thì các bạn đảo đều tay nhé, để tôm chín vàng đều. Và nếu như các bạn chú ý này, nếu như là tôm đồng thì các bạn chỉ cần vừa cho vào cá thì nó sẽ đỏ như thế này rồi. Hoặc là nếu các bạn không mua được tôm đồng thì muốn cho tôm đỏ hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút đường vào nhé. Sau khi các bạn rang tôm và thấy tôm vàng như này, chúng ta sẽ cho gia vị vào. Ở đây các bạn sẽ cho một chút bột canh vào nhé. Cái phần gia vị này thì tùy xem là các bạn thích ăn mặn. Các bạn có thể cho thêm một chút mắm để tôm thơm hơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ cho lá hẹ vào. Lá hẹ thì các bạn cắt mỗi đoạn khoảng độ 3cm như thế này nhé.